Quý khán giả thân mến, sau 2 năm tạm dừng vì đại dịch COVID-19, ngày hội du lịch đêm qua đăng Ninh Kiều Cần Thơ sẽ được tổ chức trở lại trong 3 ngày, từ ngày 5 đến ngày 7 tháng 1 năm 2023. Sự kiện này được mở rộng với hoạt động mới là lễ hội Kinh Khí Cầu, hứa hẹn thu hút du khách gần xa. Có hai hoạt động điểm nhấn của ngày hội là hội thi qua đăng mô hình, với số lượng dự kiến khoảng 100 qua đăng mô hình, có kích thước dài từ 3,5m, rộng 3,5m và cao 3,5m trở lên, được bố trí trưng bày tại Rạch Khai Luông. Còn lễ hội Khinh Khí Cầu diễn ra tại công viên Ninh Kiều và bờ kè Rạch Khai Luông. Ngoài ra, trong khuôn khổ của ngày hội còn có đa dạng các hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao và quảng bá du lịch như thả khoảng 5.000 đèn qua đăng tại Hồ Sáng Thổi, hoạt động âm nhạc đường phố, quạt náo trò chơi dân gian và ẩm thực.